Quần áo cho chó mèo không những giúp các bé trở nên đáng yêu hơn mà còn giúp chúng giữ ấm, tránh được các bệnh như cảm lạnh, viêm phổi, viêm bàng quang thường thấy ở chó, mèo khi mùa lạnh về. Quan trọng nhất trong việc lựa chọn quần áo cho chó mèo vào mùa đông đó là chất liệu. Bạn hãy lựa chọn loại vải pha, chịu được thời tiết tốt như vải len mỏng hoặc vải nỉ sẽ dễ giặt rũ, hoặc chọn vải bông. Không cần thiết phải chọn chất liệu vải len quá dày bởi chất liệu này dễ bị sừng và có thể gây ngứa cho động vật. Ngoài ra, vải dày cũng rất lâu khô khi giặt rũ. Vào mùa hè, những bộ quần áo với chất liệu len nỉ chắc chắn là không phù hợp. Bạn hãy chọn những bộ quần áo vải mỏng và thoáng mát, kể cả bộ áo lưới ba lỗ cũng rất phù hợp. Những người nuôi có kinh nghiệm thường mua quần áo cho chó mèo theo tính cách của chúng chứ không phải chọn theo sở thích của mình. Đó cũng là một gợi ý mà bạn nên tham khảo. Đối với một bé mèo nghịch ngợm sẽ thường được mua cho chiếc áo sặc sỡ, in nhiều hoa văn ngộ nghĩnh. Còn với những chú cún hiếu động thường được chủ chọn cho chiếc áo hầm hố hoặc những áo được in các câu slogan đặc biệt. Có những lưu ý khi mua quần áo cho chó mèo mà bạn nên biết để khiến chúng luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi mặc đồ. Không nên ép chó mèo mặc đồ. Không phải cô cậu nào cũng muốn mặc đồ dù điều đó mang lại nhiều lợi ích như giữ ấm cơ thể, trông xinh đẹp hơn, nhưng nếu chúng không muốn mặc thì bạn cũng không nên ép chúng. Đôi khi, nếu bạn cố tình ép chúng mặc đồ, nhiều bé cún sẽ hoảng sợ, giận dữ và cảm thấy khó chịu khi phải mặc đồ. Hãy mặc đồ cho chúng khi chúng cảm thấy thoải mái nhất. Nên chọn quần áo vừa vặn. Dù cho là thú cưng hay là người thì mặc quần áo quá rộng hay quá chật đều mang đến sự khó chịu nhất định. Với những chú cún thì việc khoác lên người những bộ quần áo quá rộng có thể sẽ dễ làm chúng vấp ngã. Trong khi đó, những bộ quần áo chật lại khiến chúng khó thở, khó khăn trong việc chạy nhảy, vận động. Chính vì vậy, bạn nên chọn những bộ đồ thoải mái, dễ di chuyển, dễ mặc và cởi ra. Hãy chọn cho bé những chiếc áo vừa vặn không dài chấm đất, sẽ không khiến chúng bị vướng víu khi đi lại di chuyển. Những lợi ích của quần áo chó mèo trước đây, đã có rất nhiều người cho rằng mua sắm quần áo cho chó mèo là bày vẽ, hoang phí. Nhưng thật ra với những người yêu thú cưng thì đó là hành động thể hiện sự quan tâm đúng mực đến vật nuôi và cũng là một cách để cải thiện cảm xúc của con người. Chắc chắn không ai kiềm chế được sự thích thú khi thú cưng mang những bộ đồ đầy dễ thương và các tính.